Vâng, xin được kính chào quý anh chị các bạn đến với BK Hà Nội Vương Quốc Gầm Cao, có địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn. Và hôm nay chúng tôi lại mới về cho quý anh chị các bạn hai cái siêu phẩm Toyota Cross, đó là một em màu trắng và một em màu đen. Em màu đen này thì là bản HV hay còn gọi là bản Hybrid, và cái bản này thì được trang bị cực kỳ nhiều những cái công nghệ. Các bác có thể thấy đấy ạ, xe đã được trang bị cái hệ thống đèn pha, đèn cốt, được trang bị công nghệ đèn LED hết. Đèn gầm cũng được trang bị công nghệ đèn LED. Hệ thống cảm biến tiến phía trước, camera 360 độ được trang bị hết các bác nhé. Camera 360 độ. Động cơ, cái khác biệt đó là động cơ ở khu vực này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Và các bác có thể thấy xe mới đi được có hơn 1 vạn km, xe được trang bị động cơ hybrid hay là gọi là động cơ light, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn các bác nhá. Có là tiết kiệm nhiên liệu số 1 Việt Nam luôn các bác. Đấy, họ hybrid này không phải lý do tại sao mà rất nhiều những cái anh chị em mà rất thích cái dòng xe này, đi ngoài đô thị là có 4,5 lít, trong đô thị là đi có 3,7 lít các bác nhá. Trong đô thị 3,7 lít, ngược đời chưa? Cái đường kết hợp là 4,2 lít các bác nhá. Đấy, khi mà các bác mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy thì các bác sẽ phải quan tâm đến nhiều yếu tố. Xe có bị tai nạn hay không, có bị ngầm nước hay không, tháo cửa máy hay chưa, và giấy tờ an ninh an toàn nó có đảm bảo cho quý chị quan hay không các bác nhá. Đây các bác nhìn này, xe đã được trang bị cực kỳ nhiều. Đây, Toyota mà có cửa sổ trời luôn các bác nhá. Toyota có cửa sổ trời này. Đấy, ghế điện này, cửa sổ trời này. Đấy, đây các bác nhìn này, được trang bị cửa sổ trời luôn. Đấy, mà hai cửa sổ trời luôn các bác nhá. Rồi, đây các bác nhìn này, cân bằng điện tử driver mode, đi hơn 1 vạn cây các bác nhá. Cross mà, Toyota Cross các bác nhá. Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng hồn lập này, màn hình Toyota cỡ lớn luôn các bác nhá. Đi hơn 1 vạn, 1 vạn 3 cây các bác nhá. 1 vạn 3 cây. Đấy. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, sản xuất năm 2021 luôn các bác nhá. Động cơ điện luôn các bác nhá, động cơ điện. Đấy. Xe này thì các bác có thể thấy chúng tôi cũng quay nhanh qua thôi bởi vì hiện tại trong hãng là không có xe đâu. Nhưng mà hiện tại chúng tôi đang có một cái mẫu xe này mới đi có 1 vạn 3 thôi mà lại tiết kiệm cho các bác khoảng tầm hơn 100 triệu. Bác nào đang có nhu cầu tìm kiếm cho mình một cái mẫu xe Toyota Cross thì hãy trực tiếp gọi điện đến số điện thoại 0965525989 để có thể nhận được sự trợ giúp cũng như là được cái hỗ trợ giá tốt nhất. Hỗ trợ giá đến 70%, hỗ trợ trả góp đến 70%, chỉ cần 266 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.